Triều Phong cấu kết ngoại quốc xâm nhập Đại Tống là Võ Lâm chính đạo cùng nhau chống kẻ thù chung. Xin chào các bạn đã đến với ColorVN Channel. Hôm nay mình sẽ làm cái video đầu tiên liên quan đến cái game Tân Thiên Long chơi trên điện thoại. Mình gọi là Tân Thiên Long Mobile nha các bạn. Thì game này là nó là làm lại từ cái game Thiên Long Bát Bộ, cũng cùng của nhà phát hành là Vinagame. Thì hiện đang có một cái server mới là server Thanh Phượng. Thì mình bấm vô chơi ngay. Thì đây cũng là video đầu tiên mình làm về loại game gọi là MMORPG các bạn, là game gọi là trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi. Thì hiện tại thì kênh của mình không có những cái video về cái dòng game tương tự. Các bạn thấy là hình ảnh dù là trên điện thoại nha, thấy rất là trau chuốt. Mình thì hồi trước thì mình cũng có chơi Võ Lâm Kiếm Thế. Rồi những cái game kiếm hiệp mình chơi dạng những game kiếm hiệp khác mình cũng chơi cho vui thôi, trải nghiệm. Thì ok, thì đây là cái game mà mới gần đây nhất mình chơi. Thì theo mình hỏi một số bạn đang chơi game này từ lâu thì các bạn nói là cái bản mobile này nó mới bắt đầu có tầm mới bắt đầu có độ 7 tháng trước, đó là hơn nửa năm thôi. Server này thì cũng mới ra, mình thấy server này là server mới nhất nên mình chơi thử. Thì mình đã chơi cái tựa game này được tầm hơn tuần. Thì mình thấy nó khá là hay cho nên mình làm một cái video giới thiệu cho các bạn. Đang thấy cái đoạn intro cho cái bang vừa rồi nhìn rất là hoành tráng, mà cái đồ họa nó rất là đẹp luôn. Đây là phái Nga Mi. Nga Mi có nam nữa hả? Ừ, nhà mình có nam nữa. Như Võ Lâm với Kiếm Thế thì hình như là nhà mình không có nam. Đây là phái Tiêu Dao, đu lên những cành trúc các bạn. Làm mình nhớ tới một cái nơi ở Trung Quốc, đó là Tứ Xuyên. Cái gọi là nơi bắt nguồn của môn phái của Đường Môn. Thì Tiêu Dao này không biết có liên quan gì tới Đường Môn hay không. Nội công tầm xa. Nếu mình nhớ không nhầm thì Lan Bay Vi Bộ là võ công tuyệt học của Tiêu Dao. Không nhớ, không biết là có đúng không nữa. Thiên Sơn. Thiên Sơn nhìn hơi... cái vũ khí trong này nhìn khá là lạ. Phái Thiên Sơn với phái Thiên Long. Nhưng mọi người thắc mắc là Thiên Long Bát Bộ thì phải có đoàn thị, giống như Kiếm Thế mình có đoàn thị á. Thì có lục mạch thần kiếm á, kiểu thì ở trong cái game này thì cái phái Thiên Long là nó tượng trưng cho đoàn thị luôn nha. Nó hơi vua chúa một tí. Đó, đây là phái Thiên Long. Không cho mình xem mấy cái võ công của phái ta. Chỉ có được chọn được kiểu tóc với chọn avatar. Còn phái tiếp theo là phái cuối cùng là phái Minh Giáo. Thì nghe đồn là có Đường Môn sắp ra, nhưng mà hiện tại thì bản này vẫn chưa có Đường Môn. Minh Giáo đã có rồi. Minh Giáo cũng là một cái phái mới được cho thêm vào sau này. Nhưng lúc mình bắt đầu chơi hồi tuần trước thì Minh Giáo có sẵn rồi. Mình sẽ chọn một phái để mình chơi. Mình đã chơi thử qua Thiên Long này rồi. Mình chơi thử luôn cả Thiên Sơn. Chỉ còn mình muốn thử bây giờ sẽ là Tiêu Dao. Trong này nó cũng sẽ có hệ băng, rồi hệ độc này nọ, hệ huyền các kiểu. Giống như Võ Lâm nó có ngũ hành vậy đó. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ thì trong này nó cũng có những cái nguyên tố của nó. Thì mình sẽ chơi thử cái màu xanh lá cây đi, phái Tiêu Dao. Mình thích, rất là thích Tứ Xuyên. Mình chơi Võ Lâm truyền kỳ, mình cũng chơi Đường Môn. Nên mình chơi cứ thấy cây trúc là mình thấy mê rồi.
Mình sẽ chơi nhân vật nữ đi. Nhìn ngầu á. Mình sẽ làm đặt tên color thôi. Thôi đặt tên giống tên kênh đi nha. Color VN, không biết là có bị lấy chưa. Rồi chọn avatar thôi. Rồi ta chụp cái này cho nó ngầu dữ thôi. Cái này đi cho nó hiền. Kiểu tóc trong game á. Tóc trong game hả? Mình cũng không biết chọn kiểu nào cho nó vừa nữa. Nó có 6 kiểu thôi, nó hơi hạn chế một xíu. Mình chọn đại nha. Rồi, vô. Rồi, đầu tiên là mình sẽ nói về về cái game này. Nó là một cái game mà mình thấy nó không... Ủa, sao lại quay lại ở đây rồi? Ủa, mình tạo nhân vật rồi mà. Đây là cái intro của Minh Giáo thì phải. Nhưng mà mình tạo nhân vật rồi mà. Hay tạo bị lỗi ta? Ủa? Mình vừa mới tạo tiêu dao xong. Không hiểu tại sao là mình... Hay là tên nó bị dùng rồi ta? Tại vì mình cũng có chơi trước và mình cũng có đặt tên nhân vật tương tự. Thôi này, để mình đổi tên đi. Nếu mà tên nó giống thì nó phải báo. Đặt color thôi nha. Thay color để chữ viết hoa cho nó đẹp. Rồi để lại cái mặt mà mình mong muốn đi. Thôi mặt kia xui quá, đổi lại mặt này đi. Đó. Được chưa ta? Tên đã được dùng. Ủa thì nãy đặt color VN được rồi mà. Lật lại cái tên vừa rồi nha. Cái khoảng đặt tên này nó hơi lằng nhằng một xíu. Chắc được rồi nào. Hy vọng này được. Vâng, đây. Vậy là mình... Ủa? Nhưng mà đây là cái bang mà ta. Chết rồi. Định chơi tiêu dao nhưng mà bấm vô cái bang xử rồi. Di chuyển mình sẽ có di chuyển bằng bằng cái bên trái, góc dưới bên trái giống như Liên Quân hay là các game khác các bạn. Giống như PUBG luôn, nó cũng sẽ có một cái joystick. Mình sẽ bỏ qua hết những cái đoạn đối thoại mà mình chỉ làm theo... Vâng, đây là một cái game mà theo mình thấy là... Ok, phía bên phải, góc dưới phải sẽ là những cái chiêu thức của môn phái. Thì hình như mình đã làm nhầm qua phái cái bang rồi hay sao á. Ủa, có cách nào mình xem mình đang môn phái đâu không? Chắc cái bang đó các bạn. Nhưng mà cái bang sao nó... Thường cái bang ở bên... bên Võ Lâm Truyền Kỳ là nó là hệ hỏa. Nó phải đỏ đỏ. Còn đây nó khác. Nhưng mà nhìn chiêu thức có vẻ là cái bang đó. Rồi sao nữa? Hướng dẫn khá là cụ thể ha. Ủa? Xung quanh là tiêu dao, thiên sơn, cái bang, thiên long thì đầy đủ nè. Đinh Xuân Thu. Thì cái game này theo mình thấy là cái game tương đối không có phải tốn nhiều tiền. Đây không phải là một game pay to win. Pay to win đó là các bạn phải đổ tiền vô. Thì các bạn mới mạnh được. Các bạn mới có thể hơn người khác được. Minh Hồng nói xưa. Đây là vũ khí mấy bạn. À, nhìn cầm vũ khí thì có vẻ không phải là cái bang rồi. Vậy là mình có thể mình chọn đúng phái tiêu dao rồi đó. Tại vì nhìn cái vũ khí khá là giống vũ khí của tiêu dao. Đoạn này thì không bỏ qua được. Thì mình nhìn sơ là cái game này nó sẽ không tốn tiền các bạn nạp lắm. Nếu mà các bạn chơi có thể theo túi tiền của mình. Như những cái game khác như là Võ Lâm Truyền Kỳ hay Kiếm Thế gì đó thì nó rất là hút máu nha. Ví dụ như là các bạn kiểu mỗi tháng các bạn phải nuôi nhân vật của mình nữa. Nhưng mà riêng game này thì hiện tại, nếu mà mình chơi hiện tại thì mình thấy nếu mà các bạn là người chơi cơ bản á thì mình chỉ có một cái số cái gói nhất định mà mình nên là cũng phải mua nạp một ít. Ví dụ như là cái gói 50k. Theo mình đó là cái giá khá là hợp lý. 50k nó sẽ cho các bạn Kim Nguyên Bảo không khóa và Kim Nguyên Bảo khóa. Rồi, game này có một khái niệm gọi là lực chiến. Thì lực chiến nó sẽ hơi khác với lực tay của bên Kiếm Thế hay Võ Lâm Truyền Kỳ. Thì cái lực chiến bình thường, cái lực tay nó chỉ nói về cái khả năng tấn công thôi. Nhưng mà lực chiến thì nó bao gồm luôn cái sức mạnh chung, bao gồm khả năng tấn công của bạn, bao gồm pet, bao gồm cả sức phòng thủ của các bạn nữa. Nó tính luôn hết cả trang bị các bạn vô cái phần lực chiến luôn. Thì cái lực chiến nó hiện ở trên góc trên bên trái cạnh nhân vật của các bạn nha.
Rồi nhiệm vụ này khá đơn giản, các bạn nhìn ở cột bên trái mình ghép mấy tấm hình này lại thôi. Nói chung nhiệm vụ mình thấy game này chơi rất là đơn giản. Bức tranh của thần tiên tỷ tỷ, bài thơ, đồ họa của game thì rất đẹp. Nếu một game điện thoại với mình để đồ họa như thế này là rất ảo rồi. Và nó tương tự như là game trên PC các bạn. Nó giống game PC đến 80%, đó là những bạn chơi PC nói mình như vậy. Còn mình thì mình không có chơi trên PC. Đoạn này cũng không cho qua được, đoạn nào cho qua mình sẽ cho qua để tiết kiệm thời gian. Mình nghĩ là trong một buổi các bạn chơi các bạn có thể lên level 2x hoặc là 3x rồi. Giai đoạn đầu rất là đơn giản. Ok. Rồi. Bấm vô. Cứ bấm vô cái cột bên bên trái á, bên cái tab nhiệm vụ với tổ đội nè. Các bạn thấy đây là tổ đội, đây là nhiệm vụ. Đó, mình sẽ làm nhiệm vụ theo bên này, cứ bấm vào nó tự đi thôi. Bên này có cái danh sách. Danh sách nó sẽ gồm nhiều giao diện. Đây là giao diện kỹ năng, nó sẽ là skill của môn phái. Đây. Mình nhấn vô tăng nhanh để tăng hết. Đó. Nhấp đóng giao diện. Danh sách tính năng. Đó, cái phần danh sách. Một bên các bạn bật sẽ là về skill nè. Còn bấm cái danh sách lần nữa nó sẽ ra cái menu kỹ năng thiết lập các kiểu. Mình đặt auto bằng cái nút này. Đó. Có cái nút auto nè các bạn. Nó ở ngay ngay gần cái khung chat á. Các bạn thấy mình đang bấm vô nút auto nó sẽ tự đánh. Thì auto trong game này cũng khá đơn giản. Đơn giản hơn auto trong Võ Lâm Truyền Kỳ nhiều. Nhưng mình đánh hưu đánh xong rồi thì phải. Đánh xong rồi mình đi. Nó có chữ xong rồi mình bấm rồi nó đi. Thì hiện level 6. Phúc lợi. Phúc lợi thì 7 ngày. Nhận khá là nhiều quà lúc đầu game. Mình chỉ giới thiệu sơ đến tầm level 10 thôi. Thì đây mình vô cửa hàng để các bạn thấy là nó sẽ có những cái tab để mua là nguyên bảo bình thường, nguyên bảo khóa, bạc và nạp. Thì đây là nạp, là giá của gói nạp. Thì nhìn chung là giá nạp kim nguyên bảo game này khá là rẻ. 100k các bạn có thể nạp được 400 kim nguyên bảo rồi. Thay vì Võ Lâm thì 100k các bạn chỉ nạp được 100 kim nguyên bảo thôi. Mà giá cả của những cái vật trong này thì nó không có quá đắt. Cái quan trọng nữa là các bạn có thể tiêu kim nguyên bảo bằng cái kim nguyên bảo khóa. Kim nguyên bảo khóa là nó hoàn toàn miễn phí. Các bạn sẽ được tặng thưởng trong quá trình các bạn chơi. Đây là những cái phần thưởng cho những lần nạp đầu tiên. Thì khi nào các bạn nạp thẻ thì các bạn đều sẽ được thưởng hết. Đây là phần thưởng online. Game này chơi có rất là nhiều phần thưởng cho nên nó hấp dẫn người chơi. Điểm danh. Rồi. Đó, được thưởng rất là nhiều. Đây là phần kỹ năng mình lại tăng. Cứ lên cấp các bạn sẽ vô đây tăng cấp của kỹ năng. Tốc của kỹ năng hay không thể cao hơn cấp của nhân vật. Mình hiện nay level 7 rồi. Tự động treo máy mình đã biết dùng rồi. Hồi nãy mình vừa dùng xong. Và mình xong nhiệm vụ được tặng cái như là cái ngọc bội thì phải. Mình chọn con mèo nha. Nó mình được pet nha các bạn. Pet thì nó sẽ hiện ra góc bên này. Mình chọn con mèo, hồi nãy mình chọn hơi nhanh. Mình bấm nhanh, nó bấm luôn con mèo. Xuất chiến nè. Đó, con mèo. Mặt 9 mil nó sẽ đi theo mình. Để tiếp tục đi nhiệm vụ. Con mèo nó vẫn tính vô lực chiến của mình luôn. Lực chiến mình hiện là 5254. Túi đồ sẽ cho các bạn xem những trang bị bạn có. Đây là máu, đây là mana, đây là máu cho pet. Mình sẽ bỏ qua. Cứ làm nhiệm vụ thần tiên tự tỷ. Được cho cái áo nào. À, trang bị trong đây thì cũng sẽ khóa, các bạn mặc lên người các bạn sẽ khóa. Khi mà các bạn chế tạo trang bị thì các bạn dùng những cái nguyên liệu khóa thì nó sẽ tạo ra trang bị khóa. Các bạn dùng nguyên liệu mà không khóa, cụ thể là các bạn mua bằng kim nguyên bảo thì sẽ là nguyên liệu không khóa. Thì các bạn chế tạo đồ thì có thể ra đồ không khóa. Đồ không khóa các bạn có thể bán được. Tuy nhiên cái game này nó hơi khác. Những game khác các bạn không giao dịch giữa hai nhân vật được, mà các bạn chỉ có thể bỏ lên cái phần thương hội. Thì thương hội như nó chưa hiện ra ở đây thì phải. Thần khí ở đây tức là vũ khí của bạn. Thì khi bạn lên level nó sẽ kích hoạt được cái thần khí. Hiện tại thì chưa có thần khí nha. Hiện tại các bạn nhìn là vẫn đánh tay không, chưa có vũ khí.
đánh với thần tiên tỷ tỷ. Kỹ năng mình sẽ lên cấp liên tục. Cứ bấm tăng nhanh nó sẽ nâng hết các skill. Mình sẽ phải dùng xu. Xu là cái đơn vị rẻ nhất ở trong đây. Tiếp theo là bạc, rồi đến nguyên bảo và nguyên bảo khóa. Mình bật auto lên. À, về auto các bạn có thể thiết lập được trong cái phần kỹ năng nè, có cái phần treo máy nè, các bạn có thể chỉnh là auto sẽ dùng những cái skill nào trong này, khá là tiện. Đánh xong thần tiên tỷ tỷ rồi, còn đánh thêm với những cái con bướm bướm cung thần tiên tỷ tỷ. Bật những kỹ năng, ổn cái kỹ năng rồi, à, nhấn vô thi triển tuyệt thế thần công như là chiêu ulti hay gì á. Còn ok, xong nhiệm vụ, có thể là lên level 10 luôn rồi. Chưa lên level 10. Trả nhiệm vụ này cái. Được cái nhẫn hay là cái nón vậy ta? Đây là cái gì ta? À, chiếc nhẫn. Ok, được chiếc nhẫn, mình còn thiếu cái đây là cái bao tay hay gì đó. Được cái vai nữa nè. Được cái vai, ủa sao chưa mang vô? Cái mình đã level 10 rồi. Thì nhìn chung là game này cái sơ lược bước đầu là như vậy. Chắc là mình sẽ làm thêm những cái video sau liên quan đến game này, tại vì mình cũng định chơi game này lâu dài. Thì lâu dài của mình là chơi có thể là vài tháng, vài tuần. Hiện tại mình đã chơi hơn được một tuần và mình thấy khá là hài lòng với cái game này. Đồ họa rất đẹp và gameplay cũng hay. Và nó rất là kiếm hiệp. Nó hợp với văn hóa người Việt mình, này rất nhiều bạn trẻ cũng như mình là mê kiếm hiệp. Đặc biệt là cái bộ Thiên Long Bát Bộ thì mình rất là mê nha. Ở đây các bạn sẽ thấy được những cái nhân vật mà mình đã xem phim, các bạn sẽ được gặp lại ở đây. Và đồ họa thì 3D, hoàn toàn là 3D. Các bạn có thể chỉnh, nếu mà máy các bạn không đủ mạnh, các bạn có thể chỉnh 2D rưỡi trong phần giao diện. Được thêm cái cường hóa, đây cường hóa. Khi bạn cường hóa các bạn sẽ lên cấp của trang bị rồi cường hóa hết, đồng ý. Nó sẽ tự up đồ của bạn, thì cái trang bị của bạn có thể cường hóa lên tối đa là cấp bằng với cấp nhân vật, nó cũng tương tự như skill các bạn. Tăng cấp trang bị cũng như cấp skill rồi đó. Ví dụ level 11 đó là skill, mình cũng phải level 11 là mình tăng nhanh nữa nè. 11 hết đó, mình sẽ lên lực chiến. Còn không mình vô đây mình tăng cấp trang bị cho cấp cho trang bị thì mình chưa có đủ, mình còn cần cái đĩa xét cường hóa này, hiện tại là mình chưa có. Thì mình cũng không cần phải đi mua đâu hết. Mình cứ việc chơi làm nhiệm vụ thì nó sẽ cho mình rất là nhiều. Thì các bạn thấy là mới chơi đã level 11 rồi, lên level 20 rất là đơn giản. Mình sẽ làm video sau để mà đi tiếp cái chặng đường lên cấp của con này và làm nhiệm vụ các kiểu. Thì game này mình nói lại là khi mà các bạn nạp á, thì mình nghĩ là các bạn nên nạp tối thiểu thôi. Để chơi ban đầu thì các bạn không cần nạp nhiều. Vì game này không phải là cái game mà mình quá cần vào kim nguyên bảo để mà lên sức mạnh cho nhân vật. Mà các phần thưởng trong game thì tương đối là hấp dẫn. Các bạn có thể nạp cái gói 50k là cái gói tuần, và cái gói 100k là cái gói tháng. Thì mỗi một ngày nó sẽ cho các bạn kim nguyên bảo khóa. Thì nó nói chung là nó sẽ về mặt lợi ích thì nó sẽ có rất có lợi cho mình. Nhưng mà nó chỉ mua được kiểu như một tuần thì bạn mua được cái gói tuần thôi. Các bạn không mua thêm được cái gói tuần thứ hai và tháng thì cũng vậy. Ngoài ra nó có một cái gói cho tân thủ thì độ 100k. Thì các bạn có thể nạp thẳng bằng tài khoản ngân hàng hay là mua thẻ Zing rồi nạp vô. Thì cái gói 100k thì mình nhớ là cái gói tân thủ chứ mua được đúng một lần. Thì với mình thì cái giai đoạn đầu mình chỉ cần đúng như vậy thôi. Một cái gói tân thủ, một cái gói cho tháng, một cái gói cho tuần. Thì hết tuần đầu mình sẽ mua cái gói cho tuần 2 kiểu vậy. Thì tính ra một tháng các bạn sẽ tốn tầm một gói một tháng 100k, 4 gói tuần mỗi gói 50k là 200k, thì tầm 300k. Ngoài ra nếu các bạn là người đi làm hoặc có thu nhập rồi thì các bạn có thể nạp thêm để cho sức mạnh của mình nó vượt trội hơn một xíu. Thì mình nghĩ là với cái những cái số tiền mà bỏ ra nó sẽ cũng không có đáng là gì so với những cái game online khác mà các bạn phải nạp. Thì mình nghĩ độ vài trăm k thôi, dưới 500k cho tháng đầu tiên chơi là các bạn có thể chơi khỏe rồi, nhân vật các bạn có thể lên 6x rồi. Và trang bị cũng sẽ ok, lực chiến cũng cao, đủ để làm hết cái nhiệm vụ và những cái hoạt động trong game này. Cho con điểu này bay lòng vòng như vậy. Rồi, mình đủ bộ đồ chưa ta? À, mình đủ bộ đồ rồi. Cường hóa làm sao? Bấm vô cường hóa. Cường hóa là nhấn vô cái danh sách. Sau đó bấm vô cường hóa hết, nhưng mà mình không cường hóa được. Rồi, xong nhiệm vụ mình lên luôn cấp, mình bỏ qua nha. Lên cấp 12 rồi.
sẽ cho một mảnh của cái thần khí là 2 trên 5. Khi mình đủ 5 cái mảnh thần khí mình sẽ có được vũ khí. Thì ở đây là danh sách bạn bè và thư. Bạn bè với thư thì nó nằm ở đây. Thư có gì không? Nhận, nó có quà nè, nhận. À có cái để cường hóa đây. Được 50 kim nguyên bảo khóa nữa. Đây, đó, cường hóa lên một số món cấp 2 rồi. À, pet thì con ngựa thì quá là bình thường, mà nó chọn con gấu trắng đi, gấu trắng rất là dễ thương. Nhận con gấu trắng và cưỡi nó. Rồi, có thú cưỡi. Ủa, mình vừa quên bấm nhận. Rồi, nhận nhiệm vụ thần khí đã được 2 trên 5. À, anh mình nhớ là tầm level mười mấy là thần khí được kích hoạt rồi. Như 20 hả? Không nhớ lắm, mình cũng không nhớ lắm. Ồ, lại được thêm đồ nè. Ồ, mình đủ bộ đồ rồi, chắc nó cho đồ cấp cao hơn. Thì cái giai đoạn đầu thì đơn giản là mình, đây nó thay rồi, mình có ngọc bội nè. Đồ bắt đầu có viền xanh rồi. Đồ trước của mình là viền bằng bạc, viền trắng, nhưng bây giờ lên viền xanh. Thì đồ đây đến gần những cái món mạnh nó sẽ là đồ tím và mạnh nhất sẽ là đồ màu cam. Nó cũng khá là giống những cái game online mới bây giờ, thì thường là màu tím là dạng là epic, là dạng khá là hiếm rồi đó. Rồi sau đó mà hạng dạng hiếm nhất sẽ là màu cam, thì bây giờ khá là nhiều game nó dùng cái hệ thống màu sắc này. Thi khoa cử. Khi gặp Thúy Kiều, Kim Trọng trao cái món gì vậy? Chắc chiếc khăn hồng. Rồi ok. Quốc hiệu đầu tiên của nước ta là nước hiệu Văn, là Văn Lang. Tác phẩm Nhớ rừng của Thế Lữ là có con hổ đúng không, là Ánh Trăng Tan đó, tại vì ta ngồi ngắm ánh trăng tan gì đó. Đại Vương Ếch trong Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký đó chính là ếch cốm. Rồi vũ điệu truyền thống của Hawaii là tango, không phải gì cơ trưởng vậy thôi, chắc là hula. Rồi mình trả lời xong câu hỏi, mình được điểm kinh nghiệm, trả nhiệm vụ được cái nón có viền xanh lá đây, và được giấy khoa cử gì đó. Rồi, mình giới thiệu sơ được phúc lợi nha, nhận phúc lợi đó. Cứ online tầm bỏ qua. Cái gì vậy? Sao con gái gì mà khổ vậy? Đời này chỉ thích một mình Nghiệp Lan vậy đây. Mình nhận phúc lợi online cái đã. Rồi. Mình trả nốt lên level 14 đi. Rồi mình dừng video ở đây, coi như là đây là video đầu tiên mình giới thiệu về cái game Thiên Long Bát Bộ Mobile. Túi của mình có danh hiệu khoa cử Tân Tú. Khi mà có một cái gì đó mới thì nó sẽ có cái dấu tròn đỏ, ví dụ như kỹ năng là mình chưa nâng cấp, vô nâng cấp, nâng cấp đồng ý đó, nó sẽ tăng kỹ năng lên. Cường hóa nè, cường hóa hết rồi, một món lên cấp 2 nữa. Ngoại hình thì mình chọn gấu trắng, đúng rồi, nó đi qua hơi nhanh. Bạn thấy chỉ một loáng thôi là vào 13 rồi. Đánh cờ nữa hả? Đánh cờ vô. Ủa, đâu? Quẩy lên, đèn dự kìa. Cái này nó làm theo những giống những cái tình huống, những cái tình tiết ở trong truyện và phim các bạn. Thì mình thấy cái game này, cái cốt truyện nó hơi giống cái phim Thiên Long mà năm mấy ta? Cái năm mà có Huỳnh Nhật Hòa rồi đóng Kiều Phong rồi đàn dự là Trần Hạo Dân đóng á. Vương Ngữ Yên là Lý Nhược Đồng á. Đó là nó giống cái thế hệ diễn viên của cái năm Thiên Long Bát Bộ đó, mình thấy nó khá là tương đồng. Còn những cái Thiên Long Bát Bộ sau thì mình cũng có xem, nhưng mà cái bộ Thiên Long cũ đó mình vẫn thích nhất trong các bộ. Ủa, đã xong chưa? Xong rồi nè. Rồi, tăng cấp. Rồi nó cho mình như vậy. Tăng kỹ năng nè. Lực chiến của mình đã là 14.900 rồi, lực chiến lên khá là nhanh. Ủa, sao nó ghi xong mà vẫn chưa được ra khỏi đây ta? Tiếp tục tăng lực chiến nè. Thì khi các bạn lên đồ cũng tăng lực chiến lên thủ, lên kháng cũng tăng lực chiến, hoặc là con pet của các bạn, đây là con pet nè, các bạn tăng tăng kỹ năng cho con pet, nó cũng sẽ có lên lực chiến, mọi thứ đều lên lực chiến. Sau này nó còn một cái tính năng mà thấy khá là hay là kết giao với các anh hùng. Thì các anh hùng họ sẽ chỉ điểm cho các bạn, thì các chiêu thức các bạn sẽ được cường hóa lên. Viễn cổ kỳ hòm. Rồi về phần nhiệm vụ thì nó chưa hiện ra. Level này nó chưa có phần những cái nhiệm vụ ngày mà mỗi ngày các bạn có thể làm á, để lấy điểm năng động. Nó khá là giống với Võ Lâm Truyền Kỳ. Thì chắc level mình chưa đủ cao để nhận được những cái nhiệm vụ ngày đó. Rồi được đá quý, kiểu đá quý là ngọc bạn sẽ khảm vô trong đồ á. Đây
Mở bản đồ các bạn sẽ thấy bốn cái lỗ ở dưới là để khảm ngọc. Cái ngọc này nó hơi giống với lại thấy chơi Diablo, các bạn chơi Diablo á cũng có khảm ngọc, khảm một viên, hai viên, ba viên á, thì đây là mỗi món đồ nó đều sẽ có bốn viên để bạn khảm ngọc. Thì bấm vô khảm. À, level 17 mới có đá quý, hiện tại mình mới level 14, mình chưa có khảm ngọc được. Rồi. Ok, có được một viên ngọc rồi nè. Mới được một viên ngọc á, nhưng mà nó chưa đến cái nhiệm vụ khảm ngọc, thôi đợi một lát tới nhiệm vụ đó mình khảm sau. Rồi mình đi khảm ngọc. Đây là một cái game thì mình là rất là dễ bắt đầu, rất là dễ chơi. Các bạn chơi một tuần đầu là các bạn hiện biết hết cách chơi cơ bản rồi. Ngày nhiệm vụ này là mình phải lau. Sạch chưa? Rồi sạch, ok. Thiếu hiệp không phải là người thường mà là cái gì vậy, dừng rồi. Không phải là người thường, là người bất thường. Hay là yêu quái. Và mình đang chơi nhân vật nữ và tên của nhân vật là tên của kênh mình luôn, Color VN. Mình chơi phải tiêu dao nha. Ngoại hình con gấu trúc. À không, nhầm, gấu Bắc Cực. Đây, cái phần kết giao anh hùng đây. Nó sẽ ở cái phần anh hùng phổ của các bạn ở dưới nè. Thì khi các bạn kết giao những cái nhân vật này thì các bạn sẽ lên lên cấp cho nó. Ví dụ mỗi nhân vật nó sẽ có một cái món để mà các bạn tăng cái độ thân thiện của bạn nhân vật đó, tức là các bạn quen với nhân vật đó đến mức nào thì khi nó đạt cái cấp 21 á, ví dụ như đoàn dự đi đến cấp thứ 21 thì đoàn dự nó sẽ chỉ điểm cho các bạn một cái chiêu thức, và cái chiêu thức đó nó sẽ được cường hóa lên. Cái đó là một những cái tính năng mình rất là thích ở game này, mà khi mà đến lúc mà mình có thể có được mấy cái anh hùng đó chỉ điểm thì các bạn sẽ biết cái hay của nó. Còn hiện tại mình nói thì các bạn sợ, các bạn không có tưởng tượng ra. Nói chung là nó sẽ cường hóa những cái chiêu thức ở trong cái bảng kỹ năng này này. Khi mà các bạn đây, ví dụ như cái chiêu này đi. Chiêu à, chưa chưa có chỉ dẫn anh hùng, level 44 mới mở được. Hiện tại mình chỉ mới có level 15 thôi. Level 44 lần nha, hơi lâu. Đây là nhiệm vụ phụ. Thì Chu Đen Thần đó là các bạn sẽ có ông Chu Đen Thần, thì các bạn vô anh hùng phổ thì các bạn sẽ có Chu Đen Thần ở đâu đó trong đây. Đây Chu Đen Thần đây, mình đã làm quen này với ổng thì chỉ mới gặp có một lần level 1, khi mà ổng ổng thích cái anh hùng hoa này, mình sẽ dùng anh hùng hoa để tăng cấp, tăng cái cấp thân thiện với ông Chu Đen Thần. Mình tiếp tục làm nhiệm vụ chính nha. Trời, mình làm một lèo lên level 15 gần 16 rồi. Đang định level 10 thì mình để cho video sau. Nhưng mà do game này lên cấp khá là nhanh, cho nên hiện tại mình đã level 15 rồi. Rồi xong luôn nhiệm vụ này nè. Treo máy rồi. Đây là phó bản Lão Tâm. Ở đây có cái phần hoạt động này, các bạn nhìn thấy phần hoạt động rồi nè. Thì mỗi một ngày các bạn sẽ được tham gia những cái hoạt động này. Thì đây ở dưới cột dưới các bạn sẽ có điểm năng động tương ứng, các bạn sẽ được thưởng, và cái cao nhất các bạn sẽ được 100 kim nguyên bảo khóa đó. Cho nên mình nói là mỗi ngày mà các bạn làm đủ nhiệm vụ thì các bạn sẽ có 100 kim nguyên bảo khóa mỗi ngày. Nếu mà các bạn nạp bằng thẻ nạp tiền đó, thì 100 nó tương đương với 25k, có nghĩa là mỗi ngày các bạn được tầm tầm đó tiền, thì mình thấy nó khá là ok. Thưởng cấp cũng khá là ngon. Cho là game này nó không có khiến các bạn phải nạp rất là nhiều thì mới chơi được, mà nó ở mức vừa phải thôi, một tháng độ vài trăm k thôi. Nếu các bạn là học sinh thì cũng không cần phải nạp nhiều đến mức vậy, mà thậm chí là cái gói 100k cho cả tháng nó cũng đủ rồi. Còn thậm chí các bạn không nạp gì cả thì mỗi một ngày các bạn cũng sẽ được ít nhất là 100 kim nguyên bảo khóa để các bạn có thể lên trang bị cho mình. Nhưng mà nếu mà mình cũng sẵn sàng chơi một cách nghiêm túc rồi đầu tư, thì mình cũng có thể ủng hộ nhà phát hành bằng những cái gói như mình nói, thì mỗi một tháng mình chỉ tốn tầm 250k đúng không ta? 100k, khoảng 300k cho hai gói tháng và tuần. Cộng với cái gói tân thủ 100k nữa. Thì khi các bạn vào cái trang nạp thẻ của Vinagame, các bạn sẽ nhìn thấy những cái gói đó để các bạn mua. Nó khá là đơn giản thôi. Mình đang đánh phó bản này.
đánh xong thì mình sẽ dừng video ở đây. Sau như là video mình giới thiệu sơ về cái game Thiên Long Bát Bộ Mobile cùng với phái Tiêu Dao. Rồi xong rồi. Trả nhiệm vụ cái. À, còn đánh nữa à? Tưởng xong rồi chứ. Đâu rồi? Khuất rồi đó, bạn thấy là full 3D, các bạn có thể dùng tay các bạn xoay. Cứ đặt lên cái màn hình các bạn xoay là đây là full 3D rồi các bạn. Cho mình có đồ họa mình thấy là quá đẹp rồi. Không biết là máy yếu thì có thể dùng chơi được không, thì mình đang dùng Huawei P30. Thì mình chơi rất mượt. Mình nghĩ là tầm iPhone 6 là có thể chơi được game này mượt rồi. Hoặc là những cái điện thoại Android thông dụng trên thị trường thì mình thấy là cũng có khả năng chơi rồi. Nó không có yêu cầu có hình quá cao được mà được cái là đồ họa lại rất là đẹp. Là mình xong phó bản Lão Tam Hoàng, nó có rất là nhiều phó bản. Phó bản nó giống như là một cái cảnh vậy đó, như trong Võ Lâm mình có thể hiểu nó như là vượt ải vậy đó. Nó là nhưng mà ở đây có rất là nhiều dạng phó bản. Như Võ Lâm thì vượt ải chỉ có vài loại vượt ải thôi, nhưng mà trong game này thì có vô vàng những cái phó bản. Đây các bạn nhấn vô phần hoạt động đó. Bây giờ mình level thấp, level cao thì cái chỗ hoạt động này nó sẽ có rất là nhiều hoạt động để các bạn làm mỗi ngày, để nhắm tới là các bạn sẽ được 150 điểm. Như trong Võ Lâm các bạn được max năng động rất là khó, còn trong game này thì max năng động dễ hơn nhiều. Và cái phần thưởng về năng động trong này cũng rất là thơm, nó sẽ là kim nguyên bảo khóa cho các bạn luôn. 100 điểm thì các bạn sẽ được 2.000 bạc, nói chung là phần thưởng không tệ chút nào. Rồi, mình xin được phép dừng video ở đây. Mình sẽ tiếp tục và làm về game này ở những video sau. Nếu mà các bạn thấy thích video mình làm thì các bạn có thể cho mình xin một like và một lượt theo dõi kênh để mình có động lực làm những cái video sau. Thì mình sẽ tiếp tục và tìm hiểu về cái tựa game Tân Thiên Long Mobile này. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào tạm biệt. Bye bye.